chết vì không để Hồng quân Liên Xô cưỡng hiếp. Vị tự đạo Anna Kulesarova là mẫu gương cho người trẻ. Giống như Thánh Maria Goretti, vị tự đạo mới nhất của Slovakia là một mẫu gương cho những người trẻ tuổi. Đức Hồng y Angelo Becciu, tân tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh đã nhận xét như trên. Tân trung phúc tự đạo Anna Kulesarova đã bị bắn ở tuổi 16 trước mặt gia đình vì đã kháng cự không để một tên Hồng quân Liên Xô cưỡng hiếp mình. Đức Hồng y Angelo Becciu ca tụng trung phúc Anna Kulesarova như là một mẫu gương cho tất cả người Công giáo, đặc biệt là những người trẻ, để họ có thể tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu đích thực cũng như nhân đức khiết tịnh. Quan sát viên Roma đã đăng những đoạn trích trong bài giảng của Đức Hồng y tại thánh lễ tuyên phong trừng phúc diễn ra tại Kosy, Slovakia hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 9 vừa qua. Những người trở thành anh hùng và thánh nhân không phải đột nhiên được như vậy, ngài nói. Trừng phúc Kulesarova đã được chuẩn bị do sự giáo dục và đời sống tinh thần vững chắc của mình và được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện hàng ngày và việc tham gia vào các bí tích. Trừng phúc Kulesarova sinh năm 1928 gần biên giới hiện nay giữa Slovakia và Ukraine. Khi Hồng quân Liên Xô chiếm được ngôi làng của cô vào năm 1944, một tên lính say rượu đã vào nhà cô, nơi cô đã trốn được rồi. Chẳng may, trong hy vọng làm dịu cơn quậy phá tưng bừng của tên lính, người cha của cô yêu cầu con gái mình nấu món gì đó cho nó ăn. Tên lính thấy cô thì xông lại hãm hiếp. Khi cô chống cự lại và chạy thoát ra được, nó bắn cô hai lần. Cha và hàng xóm của cô là những nhân chứng cho cảnh tượng bi đát này. Анько, дай ему 26.